Kính thưa quý bà con, trong thực tế, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, chúng tôi đã tiếp nhận rất là nhiều trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ và được đưa đến trễ giờ vàng. Vì sao như vậy? Bên cạnh những lý do là đường xá xa xôi hẻo lánh, thì đa phần các trường hợp đến trễ giờ vàng là do bà con chúng ta hiểu sai về bệnh đột quỵ, như là chưa nhận diện được cái bệnh nhân bị đột quỵ, chưa biết cần phải làm gì tốt nhất cho bệnh nhân đột quỵ, và chưa đưa đến cái cơ sở hoặc là bệnh viện có thể khám và điều trị đột quỵ cấp. Thậm chí là một số bà con chúng ta cứ nghĩ là bệnh nhân đột quỵ là bị trúng gió và tiến hành cắt lễ cạo gió cho bệnh nhân. Vô hình chung cái điều này nó sẽ làm nguy hiểm hơn cho bệnh nhân đột quỵ, nó gây nguy hiểm đến mạng cho bệnh nhân đột quỵ. Một số bà con thì có cho bệnh nhân uống thuốc huyết áp, uống thuốc hạ áp và một số cái thuốc dân gian để điều trị đột quỵ. Điều này hoàn toàn sai lầm, nó có thể gây ra nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải biết đó là những cái dấu hiệu nhận biết bệnh nhân bị đột quỵ. Đột quỵ có những cái dấu hiệu như sau, có thể nhận biết dễ dàng. Thứ nhất là bệnh nhân có nói khó, có thể nó có nuốt sặc, có méo miệng. Bệnh nhân có yếu liệt tay chân. Ngoài ra còn một số dấu hiệu ít gặp khác, như là bệnh nhân có thể đột ngột chóng mặt, có thể có đột ngột nhức đầu hoặc là co giật. Và những dấu hiệu này ít gặp thôi, nhưng mà khi gặp những dấu hiệu này chúng ta cũng không loại trừ được bệnh nhân bị đột quỵ. Sau khi phát hiện một bệnh nhân bị đột quỵ thì chúng ta sẽ tiến hành như thế nào, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta phải báo động cho những người xung quanh biết có một trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ xảy ra tại đây, và yêu cầu mọi người giúp đỡ để hỗ trợ cho bệnh nhân, và nhanh chóng gọi tới cái số tổng đài cấp cứu đột quỵ để xe cấp cứu có thể tới nhanh chóng để rước bệnh nhân đi tới bệnh viện. Và tốt nhất là nên chọn những trung tâm nào có điều kiện cấp cứu đột quỵ và gần nhất để hỗ trợ bệnh nhân, không nên vận chuyển bệnh nhân đi xa. Nếu như vận chuyển bệnh nhân đi xa thì nó sẽ vô hình chung nó sẽ làm cho kéo dài cái thời gian vàng của bệnh nhân. Trong lúc di chuyển bệnh nhân thì phải hết sức là nhẹ nhàng. Nếu như bệnh nhân hôn mê, mất tri giác, có nôn ói thì phải cho bệnh nhân nằm nghiêng đầu sang một bên. Tránh trường hợp bệnh nhân nôn ói, nó sẽ dễ gây hít sặc vào phổi. Và nếu như bệnh nhân có xảy ra nôn ói thì chúng ta phải nghiêng đầu sang một bên và móc hết cái chất đàm nhớt trong miệng bệnh nhân ra. Tránh cái hiện tượng gọi là viêm phổi hít trên bệnh nhân. Hy vọng với những kiến thức vừa cung cấp ở trên thì sẽ giúp ích được quý bà con và sẽ giúp giảm được cái tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ đến trễ giờ vàng.